Thưa quý vị và các bạn, game show Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 đã trải qua 29 cuộc thi với 64 thí sinh xuất sắc đại diện cho 32 ngôi trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Và tại trận chung kết năm, ngôi vị cao nhất đã gọi tên thí sinh Nguyễn Minh Dũng đến từ trường trung học phổ thông Đông Sơn 1. Được thành lập từ tháng 8 năm 1965, trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Luôn xếp trong top các trường dẫn đầu bậc trung học phổ thông của tỉnh về chất lượng giáo dục, trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo và tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong chặng hành trình hơn nửa thế kỷ, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. 100% giáo viên, cán bộ nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều giáo viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ. Cùng với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại, môi trường học tập tích cực, thân thiện, trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 đã, đang và vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh trong huyện cũng như các vùng phụ cận. Và tại ngôi trường giàu truyền thống này đã tiếp tục ghi vào trang sử vàng hiếu học thêm một học sinh xuất sắc nữa. Đó chính là bạn Nguyễn Minh Dũng, nhà vô địch Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18. Minh Dũng, cái tên cuối cùng góp mặt ở trận chung kết Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 sau khi xuất sắc vượt qua vòng so tài một cách đầy thuyết phục. Được đánh giá là thí sinh trầm tĩnh và vô cùng chắc chắn. Qua từng vòng thi, Minh Dũng đã chứng tỏ được sự tự tin cùng nền tảng kiến thức vững chắc của mình. Tại trận chung kết năm, Minh Dũng so tài với 3 đối thủ khác, cũng là những thí sinh xuất sắc của Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18, gồm Lê Anh Tuấn, trường trung học phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, Hoàng Bảo Sơn, trường phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, huyện Đông Sơn, và Trịnh Trọng Trung Hiếu, trường phổ thông Triệu Sơn. Qua 4 phần thi khởi hành, khám phá, tăng tốc và chinh phục, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh trí tuệ, vốn kiến thức phong phú và kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Bằng khả năng cùng sự tự tin vượt trội, Nguyễn Minh Dũng đã xuất sắc giành giải nhất Âm Vang Xứ Thanh lần thứ 18 một cách đầy thuyết phục. Cậu học sinh lớp 11 cũng đồng thời trở thành nhà vô địch thứ 2 trong lịch sử các kỳ Âm Vang Xứ Thanh của trường trung học phổ thông Đông Sơn 1. Sau thành tích đầu tiên diễn ra vào năm 2019 của đàn chị Thiều Thị Ngọc Lâm, đây là kết quả đầy tự hào khi nhà trường đang hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào dịp cuối năm này. Trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 của chúng tôi thì cũng đã về chất lượng giáo dục ngày càng khởi sắc. Bên cạnh cái công tác giáo dục đảm bảo cho việc dạy tốt học tốt thì chúng tôi đã quan tâm chú trọng tới cái công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong 5 năm trở lại đây, nhà trường rất vinh dự có 2 học sinh đạt giải quán quân Âm Vang Xứ Thanh là học sinh Thiều Thị Ngọc Lâm và học sinh Nguyễn Minh Dũng. Đây là cái thành tích mà khẳng định cái sự vượt trội của học sinh trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 trong cái sân chơi trí tuệ Âm Vang Xứ Thanh này. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong là Sở Dục và Đào tạo Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục tổ chức cái chương trình Âm Vang Xứ Thanh theo hình thức đổi mới hơn, bổ ích hơn nữa để hấp dẫn các thế hệ học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa tham gia và hưởng ứng. Thông minh và ham học hỏi là những lời nhận xét của các bạn cùng lớp về anh chàng bí thư hiền lành. Minh Dũng cũng đã trích một phần giải thưởng mình nhận được để góp vào quỹ học bổng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở Đông Minh. Vì từ nhỏ, Dũng đã được gia đình dạy phải sống thật tốt, biết yêu thương giúp đỡ những người xung quanh. Học đến cùng, làm cho đúng là phương châm mà cậu học trò này luôn tâm niệm. Trong 2 năm đầu ở bậc trung học phổ thông, Minh Dũng luôn đứng đầu lớp, học giỏi toàn diện các môn khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Theo lời giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đó chính là bản lĩnh của người đứng đầu. Dũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút bạn bè tham gia. Ngoài ra, em cũng rất năng động với nhiều tài lẻ như chơi bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Rất vui mừng là em Dũng đã đạt được giải nhất của Âm Vang Xứ Thanh lần thứ 18. Để có được cái thành tích này thì trước tiên là đó là sự đam mê của em Dũng và thái độ học tập nghiêm túc, chỉnh chu cũng như cái năng lực của em. Thứ hai gọi là sự bồi dưỡng của cô giáo Trịnh Thị Hương, là một cô giáo đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc bồi dưỡng Âm Vang Xứ Thanh. Từ ngày Minh Dũng tham dự sân chơi Âm Vang Xứ Thanh, gia đình em cũng bị cuốn theo game show hấp dẫn này. Mẹ em thường xuyên ghi lại tất cả những câu hỏi hay vào một cuốn sổ làm tư liệu cho con. Bố Dũng thì nhận nhiệm vụ cập nhật thông tin qua sách báo, còn ông bà nội thì luôn đảm bảo cho Dũng một chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Khi trở về nhà, Minh Dũng thường không ngồi ngay vào bàn học mà chủ động hỗ trợ mẹ những công việc gia đình. Trong gia đình thì bạn Minh Dũng nhà tôi thì bạn ấy khá là tự lập.
cái việc học hành của bạn thì gần như bố mẹ không phải nhắc nhở. Ngay từ nhỏ là bạn đã thể hiện rất rõ về cái tính tự lập của mình. Nếu mà chưa làm xong bài tập thì gần như là không đi chơi. Nhất là cái môn thể thao đá bóng ấy, bạn đam mê lắm, nhưng mà cứ phải học xong thì mới đi chơi được. Ngoài ra thì cũng đã hỗ trợ bố mẹ trong cái việc dạy dỗ em. Việc tham gia sân chơi Văn Sữa Thanh là một cái sân chơi trí tuệ rất là bổ ích đối với bạn Minh Dũng cũng như là các bạn học sinh trung học phổ thông nói chung. Và khi mà bạn tham gia thì đúng là giống như cả gia đình mình cũng tham gia vậy. Và khi mà con vô địch Văn Sữa Thanh, con bước lên cái ngôi vị cao nhất ấy, có thể con chỉ là cái người mà tốt nhất, có thể được nói là giỏi nhất trong các bạn tham gia thi thôi. Nhưng còn rất nhiều bạn giỏi nữa mà các bạn ấy chưa tham gia. Vậy nên là kiến thức thì nó vô cùng lắm. Những gì con biết chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi. Vậy nên con cần phải nỗ lực và cố gắng, nhất là năm nay con lên lớp 12. Để có thể chạm vào đỉnh vinh quang và chinh phục thành công danh hiệu quán quân game show Âm Vang Xứ Thanh, Minh Dũng đã đặt mục tiêu tham dự cuộc thi và theo đuổi nó suốt nhiều năm qua. Phương pháp học tập của Dũng là lập kế hoạch và có chiến lược rõ ràng, sau đó kiên trì ôn luyện. Cùng với đó là trau dồi điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, học chắc, nắm kỹ bài vở, đọc sách thêm thời sự, tìm hiểu thông tin trên Internet để tích lũy kiến thức ở tất cả các lĩnh vực. Kết quả, chàng trai đến từ đất học Đông Sơn đã vinh dự trở thành nhà vô địch Âm Vang Xứ Thanh trong lần thứ 18 game show này được tổ chức, hoàn thành ước nguyện của bản thân cũng như thầy cô và gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi ngay bên cạnh Hồng Nhung lúc này chính là bạn Nguyễn Minh Dũng, học sinh lớp 11A1 và là nhà vô địch của Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18. Xin chào các quý vị và khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Dũng, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1. Em là quán quân của Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18. Minh Dũng có thể chia sẻ cho quý vị khán giả ở đây cùng được biết là trong hành trình vô địch Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 vừa rồi thì đâu là khó khăn lớn nhất mà em gặp phải? Khó khăn lớn nhất đối với em đó là một tháng trước trận chung kết năm thì em phải cập nhật những thông tin mới từ thời sự và báo chí. Khoảng thời gian đấy thì em cảm thấy khá là căng thẳng. Tuy nhiên thì đến gần trận chung kết năm thì em cố gắng thả lỏng bản thân và em cảm thấy tự tin hơn khi mà đã trang bị đầy đủ kiến thức cho mình. Trong trận chung kết năm thì Minh Dũng đã có một phần thi đầy thuyết phục và hầu như là thắng điểm ở tất cả các phần thi. Vậy thì Minh Dũng có nhận xét gì về ba bạn đối thủ của mình? Bởi vì ba bạn cũng đều là những đối thủ rất là xuất sắc. Ba bạn thí sinh trong trận chung kết thì em luôn mang tinh thần là tôn trọng đối thủ. Và người mà em cảm thấy là đáng gờm nhất chính là anh Trịnh Trọng Trung Hiếu. Khi mà anh là học sinh lớp 12 và mới tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì kiến thức của anh sẽ bao quát hơn ba bạn thí sinh lớp 11 như bọn em. Đối với bạn anh Tuấn thì em cảm thấy bạn là một người có kiến thức sâu rộng về tất cả các bộ môn. Còn với bạn Bảo Sơn là đối thủ của em trong trận quyết đấu thì em cảm thấy bạn rất là bình tĩnh trong những khoảnh khắc là căng thẳng. Đối với em thì sân chơi Âm Vang Xứ Thanh và đặc biệt là một phần trong trận chung kết và cảm nhận hương vị của một người chiến thắng cuối cùng có ý nghĩa như thế nào đối với em? Hành trình của em trong chương trình Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 là một hành trình mà em không thể nào quên và là một phần thanh xuân, là một phần đáng nhớ của tuổi học trò. Và em mong rằng chương trình Âm Vang Xứ Thanh sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm học tới và các bạn thí sinh sẽ trau dồi thêm kiến thức nhiều hơn. Và bởi vì sân chơi Âm Vang Xứ Thanh là một sân chơi bổ ích đối với các bạn học sinh trung học phổ thông, không chỉ các bạn có thêm được kiến thức mà còn trau dồi cho mình thêm bản lĩnh, và đó là một điều mà chúng em luôn hướng tới và cần có của mỗi bạn học sinh. Sau một thời gian dài nỗ lực thì cuối cùng Minh Dũng đã có một thành quả vô cùng xứng đáng tại sân chơi Âm Vang Xứ Thanh. Vậy thì em có thể chia sẻ về dự định cũng như ước mơ của mình cho quý vị khán giả được không? Hiện tại thì em đang tập trung cho việc học tập để trở thành một sinh viên của trường Đại học Bách Khoa. Ước mơ của em là trở thành một kỹ sư để chế tạo robot phục vụ cho đất nước trong quá trình hội nhập với quốc tế và để xứng đáng là một nhà quán quân của chương trình Âm Vang Xứ Thanh. Cảm ơn Minh Dũng với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho những ước mơ của em sẽ sớm trở thành sự thật và chúc em thành công với những dự định của mình. Sinh ra và lớn lên trên đất học Đông Sơn, mang trong mình niềm tự hào về truyền thống học hành, khoa cử, văn hóa, lịch sử đầy vẻ vang. Nguyễn Minh Dũng và những người trẻ như em đã và đang không ngừng trau dồi rèn luyện để tiếp bước cha anh, góp một phần sức lực của mình xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp.